Rồi, xin chào quý anh em yêu mến kênh bonsai VN. Xin làm lên với em một cây nó cao tầm tính từ mặt gốc lên cây gần 60 anh em. Từ ngang của nó lúc mình chưa cắt này là mình đo là nó khoảng tầm 90, giờ mình cắt này gọn lại bớt nó khoảng 85. Cây này hai người bê nha quý chứ. Còn tàn đối diện mà tính từ bên đây cũng là khoảng 60 anh em. Mỗi tay bánh của nó từ 20 đến 30 cm hết nha quý anh em. Cây này thì nó có một số cái điểm là lũa. Lũa này nè ha, lũa nó tự nhiên nó lỗ hang vậy luôn, mình cũng để vậy luôn, mình cũng chưa đóng lũa, anh em thích thì đóng thôi. Được chưa? Sống nhờ những mạch. Lũa. Đế rồi nó thì nó chảy ok hết nha quý anh em. Chảy tứ diện hết đó, chứ không có cái đế nào mà suy đế gì hết á. À, điều về với rồi đóng rong cũng kia luôn anh em, về lắm, mình vô đất Nhật luôn, cái chậu đây hết 1,2 triệu này. Thì nên mình nhu cầu sở hữu ở lô nha, gốc này cũng lớn anh em. Cây này thì nó đang rộ hoa vài cái hoa thôi, chứ không có nhiều. Mà mình nói luôn, cây này thì trái nó rất là đã luôn. Thì nếu mà anh em trái nó chùm mà nó to nó dài là nó bự lắm. Cái dòng này á, thì dòng trái tròn này, còn cái trái mà to nó dài là chiều dài nó dài hơn cái này luôn, lớn hơn luôn. Thì anh em mà mình cần cái video trước của nó thì cách đây một năm mà lúc mình chưa chuyển chậu, nó nằm trong chậu đỏ. Thì cây này nè, trái của nó là bao phê cho quý anh em luôn. Đó. Nên là còn bây giờ mình mới chuyển chậu vô đất Nhật thì cách đây khoảng trong Tết, nên là gọt rễ đồ ép vô cái chậu nhỏ hơn để dễ vận chuyển cho quý anh em hơn, thành hai người bê. Chứ trước thì cái chậu phải tới 3 người ráng bê thì mới được, nên là nó sẽ giảm kích thước xuống thì cây nó hơi bị mất sức chút. Bây giờ nó đã tỉnh rồi, rồi mình cũng mới bấm tay cành mình làm hôm qua hết. Thì cây này cây lá xoắn rất đẹp nha quý anh em. Thì anh em mình có nhờ ý sở hữu cái tác phẩm về cổ này alo cho mình, rồi số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em. Mình thích để tự nhiên vậy, còn anh em nào muốn anh em không ôm không hết nha, rất là ok luôn. Thì quý anh em mình là cần nhu cầu sở hữu alo nha, và số điện thoại Zalo 0932411987. Phong tràng tên của nó nè, đây mình chơi phương pháp cắt giật nha quý anh em. Là cây nó rất là nhìn nó rất là dè luôn. Có giá hữu nghị dành cho những anh em mà quen biết nha. Yeah. Dùng dè. Phòng Hải Châu đẹp, có lỗ hang chắc phẩm về luôn à, xương dâm anh, khách hàng mà quen của mình thì mình để dễ hữu nghị rồi. Anh em mới thì chấp nhận cái giá chuẩn của mình đưa thôi, họ có thể thương lượng một vài đồng. Rồi anh em mình nhu cầu sở hữu cái cây Hải Châu này, trái của nó mình nói luôn, bao trái cho quý anh em luôn, nghĩa là mình còn video trái của nó luôn. Hiện tại thì do là mình đang cắt giật mình nuôi nên chỉ có những cái bông rặn rặn như thế này thôi, thì có thể là hy vọng là cái mùa cách cũng một vài tháng nữa nó sẽ kéo hoa nhiều thêm. Do là mình mới bấm tay cành mình nuôi lại, hy vọng mùa tới nó sẽ tức nó nứt thêm hoa thêm vẻ thì mình quay hoa thêm vẻ để giao dịch cho quý anh em. Còn nếu anh em tin tưởng hoặc là anh em mình muốn cây đây nhưng mà sợ nó không trái không gì hết thì mình có video trước của nó, video trước của nó để mình đưa cho quý anh em mình xem ha. Mình lục lại cách đây gần hơn cả năm á, 8-9 tháng trước á, thì bắt đầu lục lại đưa cho quý anh em mình xem ha. Về lắm mà cỏ rồi nó ôm nó leo hết luôn quý anh em. Rồi cảm ơn quý anh em rất là nhiều, anh em cần alo cho mình và số điện thoại Zalo 0932411987 nha quý anh em. Xương phong của nó mới bấm nên là anh em thấy nó còn thừa, chứ bình thường nó ra là chịt luôn vậy đó. Rồi cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.